Hello tất cả các anh em đang xem video, và hôm nay đến với mọi người thì em sẽ mang đến một cái video, đó là chia sẻ và hướng dẫn cái cách chúng ta độ một cái loa tép đánh sẻ vào một cái loa điều khiển từ xa như thế nào. Và trong cái video này thì bác nào chúng ta mới vào nghề hoặc là chúng ta chưa biết cách độ thì các bác cố gắng xem hết video giúp em với ạ. Thì đầu tiên, trước tiên chúng ta đi vào khâu chuẩn bị. Chuẩn bị đầu tiên là sẽ là gồm một chiếc loa điều khiển như thế này, dòng VKS898. Đây là dòng loa điều khiển từ xa VKS898, và một cái loại loa tép 6 múi này. Đây gọi là dòng loa tép 6 múi này, được hàn với một cái siêu tép, hay còn gọi là thạch anh đấy, được hàn với một thạch anh hoàn chỉnh và dẫn theo một cái cọng dây cắm nguồn như này, đã được hàn sẵn rồi. Và chuẩn bị tiếp theo đó là một cái tô vít đó, một tô vít và một cuộn băng dính này. Đó, một cuộn băng dính và một chiếc kéo. Và ok, bây giờ em sẽ cùng các anh chúng ta đi vào độ chiếc loa điều khiển từ xa này. Thì em sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ở trên video, thì các bác nào chưa biết các bác cố gắng xem hết video giúp em với ạ. Bác nào thấy hay vui lòng ấn vào chữ đăng ký kênh trong quá trình chúng ta xem video nhé. Còn bác nào chúng ta đã trở thành siêu cao thủ và trở thành chuyên nghiệp rồi thì xin phép tất cả các quý anh em, các quý khách hàng. Thì đầu tiên chúng ta vặn 4 con nút ở đằng sau loa này. Đây, dòng loa VKS898 đây. Chúng ta vặn 4 con nút ở đây ra. Đó. Thì giờ em sẽ đi cùng các bác vào tiến hành luôn, cho chúng ta tiết kiệm cái thời gian. Chúng ta xem video các bác nhé. Trong quá trình xem video có điều gì sai sót hoặc sự cố chỗ nào, mong tất cả toàn thể quý anh em, quý khách hàng chúng ta bỏ qua cho nhé. Tại vì đây chỉ là chia sẻ và hướng dẫn một chút cái kinh nghiệm, gọi là cái cách độ loa cho tất cả các anh em chúng ta chưa biết cách độ nhá. Đó, chúng ta sẽ vặn 4 con ốc ở đằng sau này ra. Đó, vặn 4 con ốc, 4 con vít ở đằng sau này ra. Và chúng ta tháo ra, rất chi là đơn giản. Thực ra độ rất dễ thôi. Em làm cái video này để phục vụ một số anh em chúng ta mới chơi, chúng ta chưa biết cách độ. Chúng ta mua về chúng ta độ rất là đơn giản. Đó. Và anh em mở cái hộp loa này ra này. Đấy, anh em mở khéo léo hộ em nhá. Tại vì trong này nó có một cái bản main. Đấy, chúng ta mở tách cái nắp này ra. Đó. Đó, bên trong đây các anh em. Đó, quay chiều này cho dễ xem. Đây, bên trong đây. Bên trong các anh em thấy không ạ? Em sẽ zoom gần cho tất cả quý khách hàng nhìn nhá. Đây, ở bên trong đây, các em nhìn thấy bản mạch không? Bản mạch, và ở trong này nó sẽ có hai dây cổng màu trắng, các em nhìn thấy không ạ? Đây, em chỉ cho rõ này. Đấy, dây này, cái loa này gọi là loa bát này. Loa bát này. Đấy. Còn cái dây này anh em này, dây này là dây pin này. Các em đừng rút dây này ra nhá. Chúng ta hãy gậy nhẹ cái lẫy của loa bát này lên. Đó. Em gậy nhẹ lên nhá. Rút thật khéo léo anh em nhá. Anh em chỉ cần lắc lắc cái là được. Đó. Được rồi phải không ạ? Đó, các em tháo quả pin này ra cho chúng ta dễ thao tác này. Đấy. Và sau khi chúng ta đã mở ra này rồi, bây giờ là rất là dễ thôi. Anh em lấy cái mũi tô vít này, hoặc là lấy cái mũi kéo nhọn cho nó dễ thao tác. Anh em gậy lên. Em gậy cái loa bát này lên nhá. Đó. Dán keo rất là chắc chắn. Anh em đậy gậy lên. Lấy một vật nhọn đầu một chút cho dễ gậy nhé. Đấy, anh em gậy và tháo cái loa bát này ra. Đối với cái dòng loa bát này, đối với những khách mà yêu cầu độ luôn nhá, em sẽ để luôn ở bên trong cái hộp loa kia và chuyển đi cho các bác. Em không lấy lại cái này làm gì cả. Và các bác khi về các bác độ ấy, các bác tháo và cất cái này đi. Cất cái dòng loa bát này cẩn thận đi, để khi hết vụ xẻ chúng ta lại có thể lắp cái này vào, chúng ta đi đánh chim ngay, rất chi là ok. Đó, loa bát này chúng ta để gọn sang một bên. Đó, cho đỡ vướng cái thao tác của chúng mình. Đấy, em vừa tháo rồi. Và tiếp theo thì sẽ đi đến chiếc loa 6 múi này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái công việc chính anh em ạ. Đây, đi vào công việc chính anh em nhá. Đấy, về cái loa 6 múi này chúng ta đã được hàn rồi. Khi mua về, toàn bộ bên em đã hàn sẵn cái chân này cho anh em rồi. Em thấy giống nhau ạ. Thì cái chân này các em nhá, đây nó có hai cái chân đây này. Chúng ta phải cắm chuẩn cái lỗ này vào cái chân rắc nguồn này ở trên bản main này. Không là cắm lệch cái nó sẽ bị gãy chân anh em nhá. Cắm lệch nó sẽ gãy chân, anh em nhìn thấy hai lỗ li ti trên này không? Lỗ này là lỗ lõm, lỗ vào, còn lỗ ở trên bản main này là lỗ lồi, chúng ta sẽ cắm vào nhau. Đấy, chúng ta cắm này là ok. Chúng ta cắm khi nào cảm giác kêu tạch một cái là được. Anh em nghe thấy không ạ? Kêu tạch một cái là được. Đấy, khi nó kêu tạch một phát là được anh em nhá.
Và trước khi lắp loa vào, chúng ta nên đi thử âm thanh. Đấy, chúng ta nên đi test thử luôn cái tiếng xem là nó đã ok chưa, hay là nó chưa to, chưa rõ ràng, chúng ta phải kiểm tra lại giữa cái chân cắm các anh em nhé. Thì em sẽ đi thử luôn. Đi thử và em sẽ lắp loa vào cho tất cả anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ đi thử. Nhớ là chúng ta phải thử trước khi lắp nắp loa vào anh em nhé. Thực ra cái thao tác này rất là dễ thôi anh em ạ. Bản thân em là phụ nữ em còn làm được, huống chi các bác là đàn ông khéo hơn em nhiều. Đấy. Đó, âm thanh các bác thấy không ạ? Khi mà độ vào âm thanh của nó rất chi là đanh và khét tiếng. Nói chung là truyền tải rất chi là xa. Nhớ là chúng ta độ vào xong chúng ta phải thử cái âm thanh của nó các bác nhé. Thì vừa rồi chúng ta đã cắm xong rồi, chúng ta đi cắm xong rồi. Thì bây giờ tiếp theo, các bác có nhìn thấy cái điểm hở này không ạ? Khi mà chúng ta cho loa ở đây ấy, để tránh các điểm này nó chạm vào trên các điểm ở trên bàn mạch này, nó chập. Thì các bác lưu ý dùng một cuộn băng dính đen này. Đấy, các bác dán kín hết cái này vào ạ. Đó, các bác dán kín hết vào giúp em ạ. Đó, thì đây, chúng ta sẽ đi vào luôn cái thao tác này. Thực ra rất là dễ và đơn giản thôi. Các bác chỉ cần nhìn em làm là các bác sẽ mường tượng ra và làm được luôn. Đây, các bác dán này. Đó, các bác dán từ mà từ miệng bên này sang miệng bên kia. Các bác đừng dán kín cái loa nhé. Các bác chỉ dán như này là ok. Đó. Đấy, các bác dán tới miệng thôi. Miệng của loa tép 6 múi thôi. Đó, dán cho nó kín hết cái miệng sắt này giúp em. Đó, sau khi đã dán xong thì anh em tiến hành cho loa vào trong và chúng ta lắp vào là ok. Đấy, các em chú ý nhé, chúng ta dán hết này, đừng để hở nhé. Hở nó chạm vào mạch nó sẽ bị chập và cháy. Đấy, như thế này là ok anh em nhé. Lắp như thế này là rất là ok này. Dán này là ok rồi anh em nhìn thấy không ạ? Đó, nó không bị hở nữa. Và kể cả trên thạch anh này, nếu mà còn cái mối hàn nào hở, anh em chịu khó dán vào giúp em nhé. Nhưng cái này thì dán rất là kỹ rồi. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi đặt chiếc loa này vào đây. Đặt chiếc loa 6 múi này vào đây. Làm sao cho nó vừa khít với cái miệng này. Để chúng ta úp vào trong cái khay này. Và bây giờ trả pin về vị trí cũ anh em nhé. Đó, trả cái quả pin này về vị trí cũ. Đấy, anh em đút lên trên này thì thao tác của nó dễ hơn này. Đấy. Anh em nhớ cho chuẩn G vào nhá. Chuẩn G vào không là nó lệch, nó không vào được. Đấy. Đấy. Đó, các em bóp tạch phát là được. Đấy. Sau khi mà chúng ta đã hộ hoàn chỉnh này, các anh nhìn thấy không? Những cái con vít này nhá, chúng ta lắp vào cho nó khít hết các lẫy vào với nhau. Nó khít như ban đầu ấy ạ. Đây, các anh nhìn thấy không ạ? Nó khít như này thì đã là ok nhá. Và các chú ý đừng có bị kẹp dây nhá. Cái chỗ này thì tí nữa các bác bắt vít nó sẽ khít luôn thôi. Đây, vòng quanh nó khít như ban đầu rồi. Đấy, bỏ vào bên trong rất chi là gọn và ok. Và chúng ta xong xuôi, chúng ta bắt 4 con vít này vào. Thế là trả về hiện tượng cho cái loa như lúc ban đầu. Đấy, vừa rồi thì em đã làm xong cái video chia sẻ cái cách chúng ta độ một cái loa tép 6 múi để đánh xẻ hoàn chỉnh và cái loa điều khiển từ xa. Cho tất cả các anh em nào chúng ta chưa biết cách độ thì các anh em xem video cho đến cùng nhé. Thì vừa rồi thì em đã hướng dẫn và chia sẻ cái cách đấy rồi. Thì bác nào thấy hay, vui lòng chia sẻ kênh giúp em và thấy hợp lý. Và muốn theo dõi kênh, hãy ấn chữ đăng ký kênh ủng hộ giúp em với ạ. Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của các bác. Thì như thường lệ thì em cũng xin phép tất cả mọi người đăng tải luôn cái video này lên để cho tất cả quý khách hàng nhận được thông tin. Ai có nhu cầu xem video và xem cách độ một cái loa tép hoàn chỉnh như thế nào thì các bác hãy vào xem video, xem hết video để chúng ta biết cái cách độ nhé. Các bác ủng hộ em nhé, ủng hộ em chữ đăng ký kênh thôi ạ. Và ngoài cái loa này ra, ngoài cái tất cả bên shop đều bán đầy đủ các dòng loa điều khiển nhé. Dòng loa điều khiển, loa tép
đổ sẻ để chúng ta đi đánh, và xào keo vân vân. Nói chung đầy đủ các đồ chim đêm, chim ngày, phụ kiện săn bẫy để phục vụ cho tất cả quý khách hàng. Bác nào có nhu cầu và chuẩn bị có nhu cầu thì xin kính mời các bác qua bên shop tham khảo và ok chúng ta ủng hộ cho shop. Cảm ơn tất cả mọi người và một lần nữa xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác ở những video lần sau. Em chào tất cả mọi người nhé.